Kính thưa quý vị, đây là chương trình Y tế Cộng đồng của đài Little Sài Gòn TV phát hình hàng tuần vào mỗi chiều thứ hai từ 7 giờ đến 8 giờ. Và thưa quý vị, hôm nay như thường lệ tôi có bác sĩ Dylan Nhân Trần. Xin kính chào bác sĩ Dylan Nhân Trần. Kính chào bác sĩ Toàn, kính chào quý vị. Vâng, thưa quý vị, thì như quý vị biết là chúng quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào đặt những câu hỏi với chúng tôi qua số điện thoại 714-893-3264. Tôi xin nhắc lại số điện thoại 714-893-3264 để đặt những câu hỏi liên quan đến vấn đề y tế, vấn đề sức khỏe của quý vị. Và nếu quý vị không có thể mà gọi vào được thì quý vị cũng có thể hoặc là quý vị email chúng tôi qua cái email address là itelstv@gmail.com ở trên cái màn hình quý vị thấy cái email address đó, cũng như là quý vị có thể gửi thơ viết tay nếu quý vị không tiện vào email address viết tay gửi thơ cho bác sĩ Nhân qua cái số địa chỉ quý vị thấy ở trên màn hình. Và thưa quý vị, thì như hôm nay như thường lệ thì chúng tôi có một khán giả trên đường dây. Xin khán giả cho biết tuổi, biết ở đâu, biết câu hỏi. Dạ thưa chào bác sĩ ạ. Dạ chào bà. Dạ thưa bác sĩ, hôm tuần rồi tôi có gọi vô tôi hỏi thăm bác sĩ về vấn đề mà tôi bị cảm, là bác sĩ cho tôi thuốc cảm, thuốc xỉn, tôi uống thì cũng 2 tuần nay tôi không bớt. Thì đêm hôm qua đó thì tôi nghẹt thở quá thì tôi đi emergency. Tôi đi vô trong đó thì bác sĩ mới xin bác sĩ, tôi không biết tại sao tôi khó thở thì emergency nó mới lấy máu là một. Sau đó nó đi x-ray cái phổi của tôi, xong cái nó CT scan cái tai mũi họng với cái thyroid. Sau đó thì bác sĩ mới nói rằng là tốt, không có gì hết. Mà khi tôi ra đây thì bác sĩ có cho tôi một cái report á. Thì cái ba xô tự nhiên là phải cái thyroid bác sĩ. Cái gì bà? Cái gì? Ba xô, để cái ba xô. Thyroid thường là cái thyroid nó là T3, T4, thyroxine với lại TSH thì là cái thyroid, cái đó chỉ là thyroid. Còn nếu mà họ siêu âm cái cổ thì nó là chuyện khác. Nhưng mà thường thường thử máu thì coi cái thyroid. Còn thường thường chụp hình, thường thường người ta chụp hình phổi, chụp hình cái xoan, cái lỗ mũi của bà thì thường thường ta làm như vậy. Vâng. Dạ, thưa rồi sau đó cái bác sĩ nói tôi là phổi cũng tốt, tai mũi họng không có gì hết, mà nói một câu là bị sưng thì cho tôi cái K-Plex, biểu tôi về mua cái K-Plex uống một ngày 3 viên, cho đó là 30 viên uống trong vòng 10 ngày với lại Clarintin. Dạ. Yeah. Nói vậy thôi, rồi tôi nói tôi rất là khó thở, tôi mệt lắm, tôi không muốn về đó bác sĩ. Dạ. Yeah. Nó cứ hẹn đâu trong này nè, mà sao bây giờ X-ray rồi, CT scan rồi cũng không thấy gì hết. Bây giờ ngày nay tôi về tôi vẫn mệt, thì tôi có không lấy hẹn với một bác sĩ tai mũi họng thì ngày mai tôi mới được gặp bác sĩ đó. Dạ. Bác sĩ Nhân. Thành ra tôi không biết là tại sao mà cái nói rằng Mỹ thì cái vấn đề mà nó chữa bệnh, nó tìm bệnh rất là hay, mà tôi không biết tại sao bây giờ tôi cũng giận, tôi thở không được luôn. Dạ, thưa bà, thì thật số 1 đó là thì bà thấy là mùa này là mùa đông. Thì yeah, cái khí hậu nó thay đổi rất là nhanh. Nó khi thì khi nắng, khi mưa, khi lạnh, rất là lạnh. Buổi đêm thì nó lạnh nhiều lắm. Bên đêm có chỗ nhiều xuống tới 30 mấy độ. Rồi ban ngày thì nó 60 mấy độ. Thay đổi yeah, nhiệt độ từ 30 mấy độ nó sẽ gây ra ảnh hưởng rất là nhiều sức khỏe của chúng ta. Bác sĩ Nhân, một yeah, trường hợp như thế này, bà nói bà khó thở thì tôi hơi ngạc nhiên. Là thì thường nếu mà chụp hình không thấy gì và chụp hình xoan mũi không bị viêm xoan mũi mà yeah, cho bà K-Flex thì tôi hơi, K-Flex là trụ sinh, tôi hơi ngạc nhiên. Dạ, bà mấy tuổi vậy bà? Dạ thưa 70. Ok. Mà bác sĩ nói với tôi là bị sưng, mà tôi lúc đó tôi mệt quá, tôi cũng không biết là sưng cái gì. Mà nói là tôi bị sưng rồi cho tôi cái K-Plex, nhưng mà trước đó bác sĩ gia đình đó, trước đó 2 tuần bác sĩ đã tôi uống cái K-Plex đó rồi. Yeah. 4 viên một ngày mà uống 5 ngày liền. Yeah. Thì tôi uống tôi cũng không bớt, mà bây giờ vô đây lại tiếp tục cho K-Plex mà cho 30 viên, chuyện uống 10 ngày mỗi ngày 3 viên. Trước vâng, trước kia thở, vâng, bác sĩ gia trước đình còn phải cho tôi thuốc xỉn rồi Vancolin xịt tùm lum. Ồ vậy hả? Lum rồi thuốc bao tử nữa, mà tôi vẫn không bớt. Bác sĩ gia đình cho bà Vancolin rồi cái gì nữa bà, thuốc xịt phải không? Thuốc inhaler phải không? Thuốc xịt. Với lại cái thuốc Montelukast. Montelukast, Montelukast. Yeah. Vâng. Rồi. Thuốc mỗi ngày 1 viên. Còn cái Vancolin thì xịt một ngày 2 3 lần, 4 lần cũng được.
Rồi cho cái Nasonex nữa mà Nasonex dạ, xịt lỗ mũi. Bác sĩ cho vậy đúng mà tôi vẫn không bớt. Bác sĩ nhân nghĩ sao? Cô nói là cô bị cảm cúm 2 tuần hả cô? Dạ, hơn 2 tuần rồi. Ok. Nói thật mình càng lớn tuổi đó, mình cái đề kháng của mình nó càng yếu đi. Dạ. Có nhiều khi mình cũng bị cảm cúm 3-4 tuần lận, tôi vừa mới bị cảm gần 3 tuần lận đó. Thành ra cái tùy cái con siêu vi trùng nào đó tấn công với lại cái đề kháng của mình, có nhiều khi mình đề kháng mình hơi yếu, mình bị stress thì mình bị mấy cái đó nó làm nó kéo dài cái thời gian mà mình bị cái bệnh flu. Thành ra cô đừng có hiểu lầm là bên Mỹ nó tối tân là cô nghĩ là mình bị flu xong rồi nó cho uống thuốc xong rồi một tuần sau là mình đỡ, cái đó không có đó. Có nhiều khi mình bị flu 3-4 tuần lận, thành ra cô cũng phải chịu khó một tí. Vâng, tiếp là bác sĩ Nhân thì thưa bà, thì vì khi vì vậy nên người ta mới chích ngừa cảm cúm là như vậy. Bà chích ngừa cảm cúm chưa? Dạ thưa có, tôi okay. Tháng 9 rồi. Thì dạ, vậy nó tôi, cái vâng thì tôi có một cách nay 4-5 năm gì đó, có một lần tôi cũng đi bác sĩ tai mũi họng coi, đi bác sĩ họng cho tôi thuốc không hết, cái tôi bác sĩ tai mũi họng. Thì lúc đó bác sĩ tai mũi họng mới soi trong cái cổ tôi, thì ổng mới thấy một, ổng nói có một miếng thức ăn nó dính vào cái cục amidan. Thì ổng lấy thuốc, ổng đánh tê cái chỗ đó, ổng gắp ra cái về tôi hết. Yeah. Mà bây giờ tôi không biết là tôi bị cái gì mà bây giờ bác sĩ cho thuốc cảm, thuốc xỉn, thuốc tụ sinh, thuốc trị mũi thứ. Tôi uống mà nó không phải, tôi không ho, không sổ mũi, mà nó cứ nghẹt, nó nghẹt. Tôi phải tầm kháng, tôi không thở được. Vâng, thì có lẽ là bà đi bác sĩ tai mũi họng là đúng, để ông ấy soi trong cổ họng và có gì nghẹt ở trong cái đường cái thực quản hoặc là trong cái ống thở của bà. Tại vì từ bà biết là cái sau cái cổ họng của bà thì nó có hai cái ống, một ống là ống thở, một cái là cái thực quản, thì phải ta soi về ta sẽ thấy rõ hơn. Nhưng mà trường hợp của bà, nếu mà bà bị nó bị cảm cúm ấy, thì bây giờ đó cái trụ sinh đầu tiên đó, thì thường chúng tôi không cho trụ sinh. Muốn cho trụ sinh tôi phải thử đàm cho trụ sinh. Thường trường hợp chúng tôi, nếu mà tôi nghi bà bị cảm cúm đó, tôi cho bà Tamiflu, hoặc tôi cho bà flu uống ngày 2 viên, ngày 2 viên, uống 5 ngày là 10 viên. Cái đó là một cái, nếu mà tôi nghĩ bà bị cảm cúm. Cái số 2 thì bà xịt mấy cái Ventolin rồi mà không hết thì có lẽ là xịt một thứ thuốc xịt khác, trong nó có steroid, trong có mấy cái steroid. Thì cái thuốc đó thì tôi nghĩ là bà 70 tuổi, bà có Menibedi thì bà đi với bác sĩ tai mũi họng là đúng rồi đó. Nhưng mà cái trường hợp của bà, nếu mà bà cứ nghẹt nghẹt như vậy đó thì soi, đi tai mũi họng soi là đúng. Và đồng thời có thể là bà phải uống Tamiflu, có thể bà phải dùng cái inhaler. Ngoài cái chuyện mà inhaler nó có cái bronchodilator làm cho nở cuốn phổi ra, đồng thời phải có steroid nữa thì nó có đỡ cho bà hơn. Còn nếu mà trụ sinh, mà tôi là người mà bác sĩ trụ sinh của bà thì tôi không có cho bà Keflex, mà tôi nếu mà cho tôi cho bà Zithromax. Uống 6 viên, ngày đầu 2 viên xong, 4 ngày sau mỗi ngày 1 viên. Và cái đó là cái thứ hai nếu mà trụ sinh, hoặc là Amoxicillin, chứ tôi không cho bà Keflex. Thì có những bác sĩ có nhiều ý kiến khác nhau lắm. Tuy nhiên thì có thể là tôi hy vọng là ngày mai bà đi bác sĩ chuyên môn của bà thì nó chưa hết. Bà nhớ như thế này, thì bệnh cảm cúm là một chuyện. Thứ hai đó, những người lớn tuổi như bà 70 tuổi sau khi bị cảm cúm hay làm cho cái cuống phổi bà nó bị co, nó bronchospasm, nó cuống phổi, nó co. Nó co lại thì thường thường cái inhaler nó sẽ giúp bà cái Pro-Air hay cái Ventolin đó, bà xịt, bà hít thôi. Một ngày bà hít trong phổi, bà cuốn phổi bà hít ngày 3-4 lần thì có thể nó giúp bà đỡ bị ngộp thở. Nhưng mà cái chuyện nữa là bà cứ nghẹn ở cổ họng thì có lẽ là phải coi trong cổ họng nó có kẹt cái gì không. Một cái cuối cùng nữa là người ta gọi là Hystericus Globulus, tức như là cái cuốn phổi bà nó bị, cái cổ họng bị co. Thì cái chuyện đó tôi nghĩ chuyện mà đi bác sĩ tai mũi họng rất là đúng. Tôi khuyên bà nên giữ hẹn ngày mai. Và đồng thời nhớ đem hết thuốc mà bà đang dùng nó cho ông coi là rất là quan trọng. Bà đã dùng thuốc gì, bác sĩ gia đình cho cái gì, emergency room nó cho cái gì, đem nó họ bác sĩ gia đình về tai mũi họng coi thì họ mới giúp bà được. Thưa bác sĩ, nếu mà trường hợp ông bác sĩ tai mũi họng mà ổng soi đó mà ổng thấy có cái gì á, ví dụ như ổng đắp ra hay là ổng clean, ổng rửa cho mình có được không có thể? Được chứ, được. Làm được không? Dạ, được, dạ. Ổng soi vào trong cái cổ họng bà thì có thể có thấy được cái, nếu mà có gì trục trặc thì ổng biết. Thì tôi nói thiệt, tôi rất mong để ngày mai tôi được gặp ổng, chứ bây giờ tôi thở không nổi mà bệnh viện nó cứ cho lung tung vậy, tôi không biết được sao. Dạ, tôi nghĩ là bà đi đúng. Đồng thời mà bác sĩ gia đình thì bà cũng nên đem hết thuốc bác sĩ gia đình cho, hết thuốc và phòng cấp cứu cho,
Và đồng thời khi bà đi bác sĩ tai mũi họng rồi, bà cũng nên trả lại bác sĩ gia đình, cho bác sĩ gia đình biết là cái chuyện gì, để cho ông biết rõ là vấn đề của bà, để ông vào trong hồ sơ của bà đó, để ông biết rõ cái tình trạng sức khỏe của bà. Cảm ơn bà nhé. Cảm ơn hai bác. Trên đường dây tôi có một khán giả, xin khán giả cho biết tuổi, biết ở đâu, và chúng ta sẽ nói chuyện off air nha. Phần đầu của chúng tôi đến đây xin tạm gián đoạn để dành phần quảng cáo những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình. Chúng tôi sẽ nói chuyện với khán giả off air.